Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh. Chính thức của mình vào hôm nay thì mình sẽ mọi người đã hoàn thành bức tranh hình ảnh một con cóc. Các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành những bức tranh hình ảnh với con cóc này nha. Và đây là bộ bút chì màu của mình ngày hôm nay mọi người nhé. Và mình sẽ sử dụng đến một chút màu cam nhạt, dùng để tô cho những cái chi tiết ở trên phần thân của con cóc này nhé. Đây là những cái chi tiết hình tròn nha các bạn, sẽ được mình tô với màu sắc đó là màu cam nhạt nha. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến một chút màu nâu nhá. Màu nâu của mình sử dụng ngày hôm nay thì sẽ là màu nâu tối để tô cho cái phần da của con cóc này nhá. Và mình sẽ tô từ phần thân trước nhé. Cho phần con cóc này nha các bạn. Và mình sẽ tô lần lượt nha các bạn, cho hết cái phần thân của con cóc này. Và mình sẽ sử dụng đến màu đỏ nhé, dùng để tô cho phần miệng, phần lưỡi của con cóc này nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ tô cho hết cái phần chi tiết còn lại của con cóc với màu sắc đó là màu nâu nha các bạn. Đây là phần chân mọi người nhé. Đây là phần chân trước nha các bạn. Sẽ được mình tô với màu sắc đó là màu nâu. Và tiếp theo là đến phần chân sau mọi người nhé. Sẽ được mình tô lần lượt với màu sắc đó là màu nâu nha. Và đây là hình ảnh về con cóc đã được mình tô màu xong rồi các bạn nha. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha các bạn. Các bạn có thể thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh của con cóc đã được mình hoàn thành bởi 3 phân loại màu sắc. Các bạn có thể tham khảo
cái mẫu kết hợp màu được của mình để hoàn thành bức tranh hình ảnh của con cóc rất là dễ thương này nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho YouTube mình nha. Xin chào, gặp lại.